Hello, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube của Đô Hàng Nhật có nhá. Đây hôm nay thì giới thiệu cho các bác một em bộ dàn loa Nhật bãi mini. Đấy, Onkyo có nhá, model K185. Đấy, model K185. Con này thì có 3 cục và hai bộ loa. Đấy, tình trạng thì em chỉ có 3 aux cho các bác thôi. Đấy. Đây hình thức loa đài các thứ này, rất là ok luôn nhá. Gân đẹp quá nhá, gân đẹp ok đấy, gân đẹp ok. Đây, 3 cục, con này nó có cả giải mã đấy, con này có cả giải mã đây, có giải mã quá nhá. Đấy, con này nó có 3 cục rời, nó cục có cục rời giải mã này. Đấy, rất là hay, là ok luôn đấy. Đây thì cho bác loa đẹp quá nhá, hình thức loa đẹp rồi. Cục này thì em chưa lau thôi, cục này thì lau lên thì cũng cực nét thôi. Đây, cho bác nghe thử thức âm thanh nó này. Tiếng tốt, nói chung là tiếng cực tốt luôn. Nói chung là con này thì về các bác giữ nguyên một cái cục này các bác chơi cũng được. Đấy. Còn cái cục này các bác bỏ ra làm cục giải mã cũng được. Đấy, bác nào chơi âm thanh thì các bác biết rồi. Đây, cái cục giữa đây. Đấy, bỏ ra thay làm thành cục giải mã cũng được. Đấy, còn giữ lại cái cục dưới để nghe nhạc vẫn bình thường, chả vấn đề gì cả. Còn cái cục trên này là cục cassette thôi. Đây có nhá, cục trên của nó là cái cục cassette thôi. Nói chung là bỏ rời cái cục này ra này là cũng ok rồi. Đấy, như cái bộ này thì ở bên ngoài thì nếu mà bán rời cục này đã được rất là nhiều tiền, chưa còn nói là bán cả một bộ. Đấy. Như bộ này thì em lên cho các bác. Đấy, bác ưng thì để cho bác giá là 2 triệu thôi nhá. Đấy. Các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Mọi thông tin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em là 0968 634 298. Đấy. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo của em nhé.